tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ truyền chức linh mục cho dòng Don Bosco. 8 giờ sáng ngày 28 tháng 7 vừa qua, tại nguyện đường dòng Don Bosco Xuân Hiệp, thánh lễ truyền chức linh mục cho 11 vị phó thế của dòng đã được diễn ra qua sự đặt tay phong chức của đức cha Du Xe Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Trong bài chia sẻ rất vắn và xúc tích của mình, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên việc ưu tuyển mà Thiên Chúa đã chọn và gọi 11 thầy phó tế lên chức linh mục. 11 thầy đã được dòng qua các bề trên đã tuyển chọn để tiến đến bàn thánh phục vụ Chúa trong sứ vụ linh mục của mình. Đức cha cũng nhắn nhủ đến các tiến chức sống sứ vụ đặc biệt của dòng là mang niềm vui tin mừng đến với các bạn trẻ. Kế đến, Đức cha mời gọi mục tử phải có tâm và tầm Linh mục phải có tâm như tâm giê Phải có tầm như tầm của giê Và đặc biệt là lòng thương xót Trước khi thánh lễ kết thúc Cha giám tỉnh ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Quý Cha và Cộng đoàn Qua thánh lễ truyền trước này Giáo hội đã có thêm 11 mục tử Góp phần mình trong sứ vụ loan báo tin mừng Cách riêng cho những người trẻ Theo đặc sủng của dòng Don Bosco.